Xin chào tất cả anh em trong diễn đàn. Hôm nay mình mạo muội xin phép anh em, mình muốn giới thiệu với anh em về phần lập trình OOP, Object Oriented Programming. Thì hôm nay nãy là mình cũng làm sớm nhưng người nó hơi mỏi, đêm qua bị cảm, hôm nay mình làm muộn, anh em thông cảm. Bài học của mình thì tất nhiên là những các bạn đã đi làm ở các công ty rồi, chúng ta đã va vấp nhiều năm rồi thì những kiến thức này chắc là cũng rất là dễ đối với các bạn, nhưng mà cũng không phải là toàn bộ đã đi làm, cũng có thể có những em là sinh viên, cũng có những em là đam mê lập trình thì học ở các trung tâm. Cho nên là cái mức độ mà của mọi người là chênh lệch khác nhau. Thì bài học hôm nay của mình nó chỉ mang tính basic, tức là giúp đỡ những bạn mới còn bỡ ngỡ với ngôn ngữ PHP và khái niệm hướng đối tượng. Thế thì bài đầu tiên mình muốn giới thiệu chúng ta về lập trình hướng đối tượng, mình ghi là bài 1. Ở bài 1 này thì hướng đối tượng của chúng ta, đầu tiên mình muốn nói đó là đến là cấu trúc mảng, bởi vì mảng liên quan đến hướng đối tượng rất nhiều, cho nên là có những chỗ mà chúng ta đọc vào trong sách ấy, nó cũng sẽ rất là khó hiểu. Chính vì vậy thì hôm nay tôi cũng nói sơ qua về mảng một chút, sau đó thì đến hàm, function, tiếp theo là class, object. Về mảng thì chúng ta khai báo mảng là một dãy các phần tử lưu trữ các kiểu dữ liệu với nhau. Và khi truy xuất các phần tử qua mảng thì chúng ta sẽ truy vấn, truy xét, truy xuất bằng các khóa của nó. Mảng trong PHP thì nó là một mảng khác với các ngôn ngữ khác. Ví dụ như là trong C# thì tôi thấy là mảng là luôn luôn các phần tử của mảng phải giống nhau về kiểu dữ liệu, ví dụ kiểu nguyên, kiểu chuỗi, kiểu số thực, rồi những kiểu khác nữa. Thế trong PHP thì chúng ta mảng nó được lưu trữ rất nhiều thứ khác nhau, nhưng mà nó vẫn có một cái cấu trúc nhất định giống như các ngôn ngữ khác. Để khai báo mảng thì chúng ta khai báo A bằng array. Thế ở đây chúng ta là A, chúng ta khai báo phần tử thứ nhất là A, là ký tự A, B, C, vân vân, rồi M, N, rồi đó, rồi một cái số nào đó, một cái tự đoạn ký tự nào đó, rồi vân vân, ví dụ như là đó. Thế thì với cái mảng cơ bản này thì chúng ta thấy là khi chúng ta chạy nó sẽ ra là 1A2BN, 0A2BN. Vậy để chúng ta xem cấu trúc của mảng thì chúng ta có thể cho nó chạy bằng kiểm tra lỗi var. Cái này nó kiểm tra đối tượng xem trong nó có gì. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ chạy. Vì nó không chạy ra được là do cấu hình của nó chưa đúng, đúng không? Vậy bây giờ tôi chỉ cần lắp cái này vào đây. Đấy. Tôi cho cái này là xóa đoạn này đi. Và chúng ta chạy. Đấy. Các bạn nhìn thấy là không là A này, 1BN này, 2MN vân vân. Đấy. Đấy là kiểu khai báo kiểu cơ bản. Mảng cũng có thể khai báo như sau. Ví dụ M bằng A đây.
A bưởi phẩy, B cam phẩy, lê C phẩy, D mận. Thế thì mảng này so với mảng trên ấy, mảng đây là key tự động, tức là key theo số nguyên. Còn đây thì chúng ta thấy là key là các ký tự A, B, C, D. Đó. Và chúng ta cũng có thể theo dõi nó, echo M, echo BR để tôi xuống dòng và nó lẫn vào mảng kia. Và đăm M. Đó, bây giờ các bạn chạy. Chạy đây chúng ta thấy mảng này sẽ là như này. Đúng không? Đó. Các bạn đã thấy là cấu trúc mảng như vậy. Rồi mảng cũng có thể khai báo dưới dạng như sau. A bằng móc vuông. Đấy, mận. A bưởi phẩy C B đấy, bằng táo phẩy B B bây giờ đến C chuối thì các bạn thấy là kiểu khai báo thứ nhất, kiểu khai báo thứ hai, kiểu khai báo thứ ba. Đấy, chúng ta thấy nó rất là nhiều thứ cách khai báo khác nhau, cho nên khi mà đọc PHP thì chúng ta đọc mã nguồn mở, chúng ta sẽ gặp họ chuyên gia họ khai báo rất nhiều dạng khác nhau. Rồi chúng ta xác định như thế để chúng ta nhớ được là cái mảng cần khai báo như vậy. Và đăm và tôi cho mảng A đây, tôi cho là C đi. Đó, C. Và bây giờ tôi chạy, các bạn nhìn nhé. Rồi. Đấy. Đúng không? Cũng ra giống như trên. Y xỉ như trên. Là giống như trên. Rồi. Đây người ta gọi là mảng một chiều, mảng hai chiều thì lại lồng a dây tiếp bên trong. Mảng cũng có thể được khai báo như sau. Ví dụ tôi có mảng K bằng array, và tôi không gọi bằng bằng này, tôi sẽ có là K thứ nhất bằng 1, rồi K thứ hai bằng 2, đấy. K thứ ba. À, cái này không, ta để nguyên này, ta để không này. Bằng 3. K thứ 5 và K tiếp theo bằng 4. Thì lúc này nó cũng sinh ra một cái mảng K. Các bạn chú ý nó cũng sinh ra mảng K. Vậy thì ta sẽ va đâm nó như sau, va đâm. Để hàm này hàm kiểm tra nhìn thấy bên trong K. Giờ chúng ta chạy đúng không, cũng ra như vậy. Vậy PHP là cái quái quỷ gì mà nó lại khai báo nhiều thứ như này? Chính vì vậy là khó học ở cái đoạn đó. Ví dụ ta nhớ được kiểu này nhưng ta lại quên kiểu kia, nhớ kiểu này quên kiểu kia. Và bây giờ tôi sẽ chúng ta tiếp tục dần dần đến hướng đối tượng nhé. Bây giờ tôi sẽ đến phần thao tác trên mạng. Thao tác trên mạng. Ví dụ ở đây tôi có mảng A là như thế kia rồi. Bây giờ chúng ta muốn in các phần tử của mảng ra.
Đây, bây giờ tôi chọn echo in các phần tử của mảng A ra ngoài màn hình. Đó. Này tôi cho BR nó xuống dòng. Rồi, chúng ta dùng lệnh for each. Các bạn dùng lệnh for each nhé. A S gán bí danh key tiếp theo value ngoặc đơn đóng mở echo chúng ta viết key trước đấy. Key rồi chấm móc này dịch ra đây đấy, chúng ta ghi là value chấm value đấy, bây giờ chúng ta sẽ thử chạy xem. Đấy. 0A1 0A1B 2 vân vân. Đấy, nó in ra các phần tử mà. Các bạn chú ý nhá. Gán thì đây phải là dấu mũi tên. Đấy. Tương tự các phần kia cũng vậy. Còn nếu chúng ta muốn in giá trị của A ra luôn thì chúng ta cũng có thể làm như sau. Echo BR thì tôi xuống dòng. Đúng không? Rồi. Bây giờ tôi sẽ in cái phần tử for each. For each có nghĩa là chạy mỗi phần tử. A as m echo m. Lúc này nó sẽ in ra giá trị của phần tử mảng A. Chúng ta nhìn thấy đây, liền tù tì luôn. Là đưa ra giá trị nhá. Thì vậy thì qua cái bài này, các bạn chú ý này. Key thì chúng ta muốn hiện ra key thì chúng ta phải dùng cái lệnh là key mũi tên đô la value nhá. Còn đây là chỉ in ra giá trị thôi, chúng ta sử dụng cái dưới. Đấy. Đấy là phần in ra giá trị. Bây giờ chúng ta tiếp là thêm một phần tử vào đuôi của mảng. Thêm phần tử vào đuôi mảng. Thì chúng ta làm như sau. Ví dụ như mảng A ở trên thì tôi muốn có. Đây là một cái thủ tục. Đây chúng ta nhìn thấy này. KKK nó đẩy lên chỗ chỗ 5, đúng không? Đấy. Nhá. Chúng ta chú ý chỗ này không A bằng bởi vì đây là một cái thủ tục đẩy nên nó không phải là hàm gắn trả giá trị trả về. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đẩy phần tử đứng đầu, đẩy một phần tử sen lên đầu rồi A đây ăn ship. À, phải KKK và ta có va đâm cái này thì chúng ta chạy như sau. Đấy, lấy mất nó đẩy phần tử KKK lên đầu bảng đúng không? Vậy thì qua những bài này chúng ta đã hiểu về thao tác mảng. Phần tiếp theo là lật key thành lật mảng. Key thành khóa, key thành giá trị. Phải giá trị thành key. Đó. Và chúng ta làm như sau. Tôi có là AJ AJ flip. Đấy, này nhé. AJ flip. A bằng AJ flip. Đấy, và ta chạy. K thành khóa, đấy, tức là
Giá trị lúc này trở thành khóa, khóa thì lại trở thành giá trị. Đấy là array flip. Rồi, lấy một phần tử cuối của mảng A. Thì tôi sẽ có là M bằng array pop. Tôi echo M. Chúng ta nhìn nhé. Số 5. Đấy, vì mảng lúc này mảng lật rồi, số 5. Đúng không các bạn? Đấy. Rồi. Chúng ta còn có, ngoài ra chúng ta còn có là a dây cắt, tức là cắt đi từng cái thành phần của mảng. Ví dụ ở đây chúng ta có mảng C bưởi chuối. Bây giờ tôi làm như sau. Tôi có array slide. C từ 1 cho đến 2. 1 có nghĩa là vị trí số 1, 2 là đi hai phần tử của mảng. Rồi chú ý nhá. Offset là 1 là vị trí này. Len là lấy đi của mảng. Bây giờ ta sẽ 35 C. Nhá. Cái mảng C này của chúng ta ở đây. Đây chúng ta nhìn C này. Không này, B này. Vậy thì nó mảng C lúc này chỉ còn bưởi thôi. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn C nhé. C của chúng ta. Xin lỗi là K bằng không? Vậy thì bài học này hôm nay là chúng ta làm việc với mảng, mình chia nhỏ thành các phần ra để anh em chú ý theo dõi. Rồi, mình xin chào các bạn tại đây. Lát nữa mình sẽ tiếp tục các bài tiếp theo.